viên Philippe Troussi đến Hà Nội, háo hức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Vào sáng ngày 26 tháng 2, huấn luyện viên Philippe Troussi đã có mặt ở Hà Nội. Ông bày tỏ niềm háo hức khi được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Thật vui khi trở lại Việt Nam, một đất nước mà tôi đã có 2 năm gắn bó. Những gì mà tôi cảm nhận thật thân quen, từ văn hóa, con người nơi đây, huấn luyện viên Philippe Troussi trao đổi với báo giới. Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Tôi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, một đội tuyển triển vọng khiến tôi cảm thấy có động lực và háo hức. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm với tôi. Chuyến bay đưa huấn luyện viên Philippe Troussi từ Paris tới Hà Nội mang mã hiệu Việt Nam 18, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 6 giờ 0 phút sáng ngày 26 tháng 2. Sau 30 phút đồng hồ làm thủ tục, huấn luyện viên Troussi cùng trợ lý người Morocco mang tên Moulay Ajegoga đã rời khu vực kiểm tra hành lý. Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi cùng các cộng sự đại diện VFF tới đón và chào mừng ông Troussi. Welcome back, chào mừng trở lại, được VFF dành tới huấn luyện viên người Pháp. Ông Troussi đã có khoảng thời gian từ 2018 đến 2021 làm việc ở Việt Nam, trong vai trò giám đốc kỹ thuật trung tâm PVF cũng như sau đó là dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Đáng tiếc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên những dự định của ông Troussi khi đó dang dở. Hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên 67 tuổi người Pháp sẽ kéo dài tới ngày 31 tháng 7 năm 2026. Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng với sự hợp tác này, bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những cột mốc mới với trọng tâm là World Cup 2026 khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tăng lên 48 đội tham dự. Mức lương mà ông Troussi nhận được không cao hơn ông Park là bao? Theo một số nguồn tin uy tín, ông Troussi có thể nhận chưa đến 60.000 đô la Mỹ một tháng, tương đương với chỉ 700.000 đô la Mỹ một năm. Trong năm 2023 này, huấn luyện viên Troussi sẽ làm nhiệm vụ ở cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Trong tháng 3 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu tại Qatar để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia. Trong sự nghiệp huấn luyện đồ sộ của mình, giai đoạn thành công nhất của huấn luyện viên Philippe Troussi là dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản từ năm 1998 đến 2002 với thành tích vào vòng 16 đội World Cup 2002. Sau thành công với bóng đá Nhật Bản, huấn luyện viên Philippe Troussi còn là người đặt những nền móng đầu tiên cho bóng đá Qatar khi dẫn dắt đội tuyển nước này giai đoạn năm 2003-2004. Ông cũng từng dẫn dắt câu lạc bộ hàng đầu tại Pháp như Marseille và các đội tuyển mạnh khu vực châu Phi như Morocco, bờ biển Nga, Nigeria, Burkina Faso, Nam Phi.